Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gỏi khoai môn chiên giòn. Ở đây thì mình sẽ có là một củ cà rốt khoảng 200g, mình sẽ bào sợi ra. Và một củ hành tây khoảng 150g thì mình sẽ sắc mỏng. Hai thứ này các bạn ngâm ở trong nước đá lạnh cho mình khoảng 15-20 phút để nó giảm bớt mùi hăng á. Rồi mình vớt ra mình để ráo nha. Mình cần có là tôm và mực thì mình đã luộc chín rồi. Khi luộc ở trong nước luộc thì các bạn cho vào một ít gừng cho nó thơm. Cái này là dùng nhiều ít là tùy theo các bạn nha. Nguyên liệu chính của mình sẽ có là khoai môn. Ở đây mình dùng là 300g khoai môn. Các bạn có thể là dùng nhiều hơn cũng được. Mình sẽ xắt bằng tay. Các bạn bào sợi thì nó hơi mỏng quá. Mình xắt bằng tay cho nó hơi to một tí nha. Một ít rau thơm. Khoảng 2 muỗng canh tỏi ớt băm. Nước tắc để mình làm phần nước mắm chua ngọt. Hoặc các bạn có thể là dùng chanh hoặc là giấm. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Dầu nóng rồi mình sẽ cho khoai môn và mình chiên nha. Mình sẽ để lửa lớn ban đầu nha. Khi nào nó nóng đều rồi mình hạ lửa vừa mình chiên cũng được. Nhưng mà nếu như các bạn để lửa nhỏ quá mình chiên trong thời gian lâu á, khoai nó bị khô cứng. Càng để lửa lớn hoặc là lớn hơn lửa vừa mình chiên. Giờ nó vàng giòn rồi nè các bạn, mình sẽ vớt nó ra nha. Vớt ra cho vào dưới tấm dầu. Ba trăm gram khoai môn thì mình làm được khoảng một dĩa nè, tức là một phần ăn. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm phần nước mắm nha. Mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường, muỗng gạt ngang nha các bạn. Mỗi một muỗng là khoảng 15g. Mình dùng đường vàng cho nó lên màu đẹp. 2 muỗng canh nước mắm. Mình cho vào đây 1 muỗng canh nước lọc. Tùy theo các bạn ăn chua, các bạn dùng nhiều nước tắc hay nước chanh nha. Mình cho vào đây một muỗng canh này, nếu như thiếu thì mình cho thêm. Tương ớt. Mình cho vào đây 1,5 muỗng canh tương ớt. Nó giúp cho màu đẹp hơn nữa các bạn, nó đỏ đỏ. Với nó sánh hơn. Khuấy cho tan đường nha. Tùy theo nước mắm các bạn dùng nha, mình thấy nó còn hơi mặn chút xíu. Mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê đường. Do là nước mắm trộn gỏi do đó mình không có cần dùng nhiều nước lọc để mình pha loãng nha, nó kẹo kẹo như thế này nè. Rồi mình sẽ cho tỏi ớt vào. Rồi nước trộn gỏi của mình đã xong rồi đó. Hành tây với cà rốt mình đã để rồi nó ráo rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho tôm với mực vào. Rồi mình cho phần nước mắm này vào. Nước trộn gỏi này vào đi cho nó ngấm. Mình cho một lượng vừa đủ hay thiếu thì mình cho thêm. Mình trộn rồi các bạn để yên cho nó ngấm khoảng 5 phút. Rồi mình sẽ cho rau thơm nè. Khi nó đã ngấm gia vị rồi á thì mình sẽ cho cái rau thơm vào. Món này làm rất là dễ. Khoai môn thì mình sẽ chất ra dĩa như thế này. Các bạn nhớ là khi nào ăn thì mình mới cho nó lên nha. Thì cho sớm quá nó bị mềm cái khoai môn của mình. Rồi mình sẽ cho lên. Mấy con tôm này thì mình để thôi, mình sẽ chất nó lên trên cho nó đẹp.
Cái phần nước này các bạn có thể mình bỏ đi nha, tại nó ngấm gia vị rồi, nó bị lạc rồi. Cái nước sốt mình còn thì mình có thể mình chan lên cũng được. Nếu như các bạn thích khoai môn nhiều thì các bạn làm thêm, mình chiên thêm nha. Nhà mình thì làm một dĩa như thế này thôi. Các bạn có thể là cho mè rang hoặc là đậu phộng rang lên nha, tùy theo sở thích. Mình sẽ cho hành tím phi lên. Món gỏi khoai môn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Khi ăn thì mình sẽ ăn kèm chung với bánh phồng tôm. Mình còn ít nước sốt như thế này nè, mình sẽ múc ra như thế này. Khi ăn mình nếu như mà mình cảm thấy lạc á, thì mình có thể là mình chấm thêm vào. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Khi ăn mình có thể mình rưới lên thêm chút xíu nữa. Rất là ngon các bạn, vừa miệng nữa. Về cái nước sốt này là độ mặn ngọt thì tùy theo các bạn nha, mình có thể điều chỉnh lại. Với món gỏi này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh.